Good evening. Welcome to good our evening, class. Good evening, teacher. Let me see now. Good evening, teacher. So, how are you today? I'm good. Hôm nay cô thấy cô nhiều năng lượng hơn so với mọi hôm nhé. Không hiểu tại sao. I'm great. I'm very great and very okay. Oh, overrated luôn đúng không? Good job. So now, look at this now. Bây giờ nha, if you are ready for the class, you raise your hand to let me know that you are ready for the class today. And here we go. Hello, teacher. Good evening. Yeah, cô dạy rất nhiều lần rồi. Chúng ta phải nói good evening cho good evening, người. Teacher. Đúng không? Good evening. Good evening. I'm very happy. Hello world. I'm so very happy today. I'm excited today, right? So, and then how do we know? If you are ready for the class today, please turn off your microphone and you raise your hand to let me know that you are ready for the class today. Yes. Thank you. Good job. Okay, let me see around the class. I see that you are all ready for the class with all the hands you raise up. And now, do you remember what channel we started in the previous class? Do you remember what have we started about? No, you forgot. Oh my god, what have we started on the previous Monday? Chúng ta học cái gì vào trong thứ hai tuần trước nhỉ? Hôm nay là thứ hai mà chị. Tuần trước mà. Tuần trước. Sweater. That's a sweater? Yes. No. Okay, I will got the remark for you. We just have to study about the thing we wear on our body. Here, like a t-shirt, like shirt, like glasses, right? Like a hat. Sorry, a t-shirt. Là chủ đề gì nào? Là clothes. À, hôm trước mình học khăn kít. Khăn kít nhưng mình học mặt tư. Khăn kít. Em học cái này rồi mà. Đổi lại tên đúng mình đi, Hoài Anh ơi. Đúng rồi, để lại tên đúng nha. Để lại tên đúng nha. Không được lúc mà cô kia vào khăn kít. Em học khăn kít rồi đấy. Em cũng học khen kít rồi đấy. Bây giờ các bạn có nhớ chủ đề gì không nhỉ? Các bạn có nhớ chủ đề gì không? Chị phải đưa cho em bảo chị mới biết. Okay, now so look at this. We need to mute all because it's a little bit crowded on our class here, right? Hơi đông một chút rồi, được chưa nhỉ? And now, we have started about clothes, the things we wear on our bodies, right? We have glasses as well, shirt, a hat, right? And pants, trousers, let me think twice, a jeans, skirt, dress, you remember? Yes, you remember. Good job. Hôm trước mình đã học về chủ đề thế nào nhỉ? Quần áo đúng không? Ngoài quần áo ra thì mình học được một số các cái từ khác, ví dụ như kính, mũ ấy. Và mình đã giúp các bạn chuột hôm trước là mặc được những cái đồ mà các bạn ấy yêu thích và các bạn ấy yêu cầu. Right. Ôi xào. Ôi xào à?
Rồi, thế bây giờ mình tiếp tục với chủ đề mới ngày hôm nay nha. Look at the screen now, and today we will go on with the next topic about the family and friends. Look at the screen. Here we go. Can you see the screen now, all the class? Can you see the screen? Nào không có. Các bạn có nhìn thấy màn hình không? Để comment để được khóa chat bây giờ. Nào, các con. Các bạn có nhìn thấy trên màn hình không? Baby, ok. Thế là nhìn được màn hình rồi đúng không nhỉ? Duy Phong nha. Hai rồi, hai Duy Phong. Trời ơi, Duy Phong biết luật của lớp mình là không được vẽ lên bảng mà. Okay, look at this. Now, today we will study about the family and friends. The topic is about family and friends. So can you tell me what does it mean? What does it mean? Nghĩa là gì nhỉ? What does it mean? Family and friends. Family and friends, what does it mean? Can you comment for me, please? Các bạn comment nghĩa cho cô nào. Comment. Phép thuật win. Nào. Cô gọi nhá, cô gọi một bạn nhá. Cô gọi một bạn nhá. Who can? Who can? Who can? Cả nhà. Rồi, cả nhà. Ai có thể trả lời là từ Phúc nào? Baby. Yeah, so can you tell me what is family and friends in Vietnamese? Nghĩa gì nhỉ? Nghĩa là gia đình và bạn. À, để gia đình và những người bạn. Okay, thank you, Phúc. Here, good job. Now, hôm nay mình sẽ học về chủ đề gia đình và những người bạn nhá. Và một số các cái từ vựng ngày hôm nay thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Và cô sẽ dạy cho các bạn đánh vần nhá. Right. The first word today we will go on with is the baby, right? Baby. Baby. Còn nhiều bạn đọc là baby hay là gì đấy thì cô không biết. Nhưng mà tuy nhiên là cái từ này là baby. Right. So, spelling. Dành cho những bạn chưa biết viết nhỉ. We have B-A-B-Y. Và mình đọc theo cách đánh vần là B-A. Đúng không? B-A. Hôm trước mình học trên than kít rồi đúng không nhỉ? B-A. B. Babe. Baby. Okay. Baby. Khang ăn gì đấy? Khang ăn gì đấy con? Ôi dồi ôi, Khang cầm cái đũa khổ quá, đang học mà không cứ phải mút cái đũa để tức ăn đi nhá. Ok, nào boy. 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 We can spell it. B O Y. Boy. Boy. Ok. Boy. Bây giờ chắc bạn cho cô biết là thế thì nếu mà không bạn này mà bạn ấy là con gái thì bạn sẽ nói như nào nhỉ? Mình có boy là con trai rồi đúng không? Một bạn nam. Boy. Chính xác bạn nào đã biết đọc từ này rồi. Comment cho cô nào. Boy. Biết đọc và giơ tay hoặc là comment cho chị cũng được. Comment cho cô cũng được. Ok. Boy. Here we go. Next one. Boy. Không đọc là boy nha. Boy, boy gì đấy. Không đọc như thế đâu nha. Boy. Boy, boy, boy. Ok. Next one. Nào, thế trong gia đình mình, ví dụ đi cô thì không có anh đâu. Nhưng mà trong gia đình mình nha, có ông bà này, xong thì đến bố mẹ cô chú này, đúng chưa nhở? Thì đây là mình đúng không? Bây giờ là anh trai, đọc cho cô nào. Anh trai hoặc là em trai. Brother. 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 Brother, các bạn đọc theo cô nào, brother. Brother. Nào, bây giờ cô sẽ stop share lại để mình nhấn mạnh được một chỗ này một chút nhá. Nhiều bạn sẽ đọc là brother. Ấy. By the way, it's not the right pronunciation, you know. The. Okay, practice with after me. The. Các bạn đọc theo cô nào. The. Rồi, cô thấy các bạn đang luyện nào. Bây giờ chưa thấy Trúc Linh luyện theo nào. The. Đây, cô thử gọi Trúc Linh nha. Can you tell me the word brother? Brother. Okay, brother. Good job. Now, here, see, nhiều bạn nha, từ hồi cả khóa trước rồi thì mình đều đọc là brother và rất là khó sửa. Cho nên hôm nay cô sẽ lưu ý sửa cho các bạn ngay từ hôm nay nhá.
Right. The. Lưỡi của các con sẽ đặt ở giữa hai cái răng ấy. The. Brother. Okay. Brother. Good job. Here we go. Nào các bạn đã phát âm được chưa nhỉ? Brother. Và từ này là từ có hai âm tiết đúng không nhỉ? Mình sẽ lấy tay mình vỗ theo âm tiết nhá. Brother. Gratitude. Oh wait, one more time. Brother. Okay. More quicker. Brother. Good job. Nhớ nè, cô hy vọng là các bạn đã biết được cách đọc đúng rồi. À, dành cho những bé xinh xinh của lớp mình, những bạn mà mới có 5 tuổi thì các bạn chưa biết viết đúng không? Thì các bạn sẽ viết từ này vào cho cô nha. B R O T H E R. We have the word brother. Brother. Okay, C. Next one. Nào, thế bây giờ có anh trai rồi này. Ta tiếp tục nào. Ah, here. Look at here. Who this here? Con không mở cam được cô ạ. Thầy Vũ anh mở, Mụ Huy mở cam đi không tí nữa. Thầy Vương thầy lại kích ra lớp thì khó lắm đấy con ạ. Yeah. Bây giờ tiếp tục try. Nào. Child. 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 Right. Child. Read after me. Có nhiều bạn không đọc không nhá. Có nhiều bạn là ngồi không mà không đọc không nhá. Gọi bất kỳ này. Có bất kỳ này. Nào. Bạn Tú nào. Bạn Hưng Giang nào. Hưng Giang. Can you? Hưng Giang mở mở mic nào. Ai nhỉ? Ai có thể nào? Ôi rồi Hiệp có cái quả background. Ok. Hương Giang. Hương Giang, Hương Giang. Hương Giang nó mở mic chưa? Trial. Yeah, trial. Good job. Nào bây giờ cô sẽ thử pin Hương Giang lên để Hương Giang hướng dẫn các bạn đọc cái từ này cho đúng nhất. Tại vì là Hương Giang cũng là chị lớn đúng không? Chị lớn và Hương Giang cũng có khả năng học rất là tốt. Đâu sẽ xem nào. Chị Hương Giang đâu rồi? Sao nó bị trôi Hương Giang ấy mất đâu rồi nhỉ? Để cô pin Hương Giang lên lớp nha. Pin here. So, here, Hương Giang. Yes. Okay. So, can you help me to guide how the student here to read out the word try in the right pronunciation? Em đọc từ nào như thế nhỉ? Em lưu ý cho các bạn nhá. Là tại sao mà em có cái âm ở giữa nhỉ? Dưới nhỉ? Em đọc như nào? Em hướng dẫn các bạn nào. Em đọc lại từ đấy nào. Trial. Okay, tried. Right, tried. Tried. Okay, good. Đó, chị Hương Giang hướng dẫn cho các bạn nha. Thì mình có chữ gì nhỉ? Mình có chữ d ở dưới đúng không? D. Tried. Tried. Right. Cô không muốn là có bạn nào mà lớp của cô Ngọc sau đó thì lại đọc là chai với cả lọ đâu nha. No more chai lọ ở đây. We have a tried. Right. See. Nào bây giờ có một đứa trẻ là tried. Thì bây giờ có từ hai bạn trở lên, hai bạn nhỏ là ba bạn nhỏ đây thì nói nào nhỉ? Đọc là tried dần nào. Bạn nào đọc từ này cho cô không? Who can read out of this word for me please? Bạn nào tự tin đọc được từ này cho cô nào? Bạn nào Nguyễn Đức Phong nào? Nguyễn Đức Phong nào? Yes. Yeah, so can you read out loud this word for me, please? Children. A children. Good boy. Chính xác, children. Nhiều bạn sẽ rất là hay lẫn lộn là children. Bởi vì chỗ này đọc là gì nhỉ? Child. Đúng không? Thì bạn lại đọc ở dưới A đây rồi. Nhiều đứa trẻ đọc là children. Đúng không? It's not. It's children. Đúng không? Thank you. Thank you. Gì nhỉ? Đức gì nhỉ? Đức Phong. Ở Đức Phong. Okay. Thank you Đức Phong. And now, dành cho những bé mà chưa biết viết thì các con sẽ học đánh vần ở đây và sau đó con ghi bài vào vở. Cô Miss nói ơi. Dạ. Con lại để đánh nhầm tên là Nguyễn Đức Phong. Thế đổi lại tên đi con nha, tại vì cô nhìn thấy cô không đọc ra ấy. Ok. C H I L D R E N C
C-H-I-L-D-R-E-N. Children. Okay, one more time. We have a children here. Ôi, có những bạn nào từ 8 giờ 18 rồi vẫn còn đang chờ vào lớp ở thế nào nhỉ? Children. Nào, các bạn nào dành những bạn nào chưa biết viết là các bạn ghi bài và vở cho cô nào. Children. Children. Là có hai bạn trở lên đúng không? Ở đây là có child. A child. Một đứa trẻ. Ở đây có nhiều đứa trẻ là children. See? Next one. À, bây giờ lại mình lại nhìn vào cái cây sơ đồ phả hệ đấy nhá. Mình có gì nhỉ? Mình có ông bà này. Rồi. Đây là bố mẹ này. Đây là cô dì chú bác này. Được chưa? Đấy. Xong bây giờ cô dì chú bác thì có một cái anh ở đây. Có một đứa con trai ở đây. Thì mình phải gọi bạn này là gì? Tiếng Việt nào? Đây là. Thế phải gọi bạn này là gì nhỉ? Nào bây giờ con trai của... À đúng rồi. Phương Chi là rất đúng rồi. Gọi là anh họ. Gọi là anh họ đúng không? Anh họ trong tiếng Anh là? Cousin. Cousin. One more time we have? Cousin. Cousin. Right? We have cousin. 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 Không phải là đọc là cousin hay là cái gì đâu nhá. Cousin. One more time we have the words with the two syllables here. Cousin. One more time we have cousin. À đúng rồi, Đức Phong đang chép bài đúng không? Now, we have cousin. À, các bạn nào nếu mà chưa biết mình còn nhỏ thì mình chưa biết các cái từ như nào thì mình phải đọc theo nhịp nha. Cousin. Ok, không đọc là cousin, đúng rồi, không được đọc là cousin, được chưa? We have the cousin. Đấy, dành cho những bé mà chưa biết viết thì cô sẽ share trên màn hình cho các con ghi nha. Đánh vần nào. C O U S I N. One more time. C O U S I N. We have cousin. Cousin. Yes. Cousin. Cousin, anh họ nha. Tiếp tục nào. Thế bây giờ là bố nào. Dad. Dad. Daddy. Hoặc là daddy, right? Thế ngoài từ dad hoặc là daddy thì mình còn từ gì nữa nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. Bố. Ngoài từ dad và từ daddy chỉ bố thì bây giờ mình... À đúng rồi, thank you Hoàng Ngọc Nhi. À, Đỗ Anh Dương. À, Phúc đúng không? Ok. À, father. Good job. Dad. Daddy or father is all mentioned about our bố. Được chưa? Ba từ. Ok. We have father, dad or daddy. Và lưu ý nha, nếu mà các bạn dùng từ daddy là thường thường là mình chỉ khi là mình gọi bố thôi. Chứ trong văn viết là mình không có dùng từ daddy đâu nhé. Next one. Thế bây giờ tiếp tục nào. Thế bây giờ có daddy thì mình có gì nhỉ? Mình có gì đây? Các bạn đọc to nào. Mom. Mom. Thế bây giờ cô muốn các bạn phân biệt nhá. Mom hay là mum hay là gì? Who can? Ai nào? Ai có thể đọc cho cô từ này nào? Bạn nào đây cô random là có bạn Nguyễn Thanh Mai à? Here we go. Yeah, can you speak out loud the words for me, please? This word. My. Mom. Yes, exactly, mom. Okay, next one. Thế ngoài từ mom thì mình còn đọc được từ gì nữa nhỉ? Từ gì cũng làm chỉ về người mẹ nhỉ? Mother. Yes, exactly, mother. Like mother. Oh my god, mother. One more time, we have mother. Nào, Thanh Mai luyện đọc theo cô nhá. Thanh Mai nào. Đọc. Oh, chưa mở được mic đúng không? Thanh Mai bị tắt mic à? Ok, here. Nào, Thanh Mai nào và các bạn khác nào cùng luyện theo cô nhá. Đọc. Đọc. Ok. Nào, cô không nhìn thấy miệng của Thanh Mai đâu. Đọc. Đọc. Đấy là giò rồi, đấy là giò. Tiếng Việt rồi. Ok, đọc. Dạ. Đọc. Dạ. Nào, lưỡi đâu?
lưỡi bể giữa hai răng là câu nào? Nhe hàm răng xích. The. 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 Lại giờ rồi. Nào con nhìn kỹ nha. Các bạn nhìn kia. The. 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 Okay. Mother. Mother. Okay. One more time. We have mother. Mother. Good job. Con lưu ý nha. Cái từ the. The thì mình để lưỡi ở giữa hai hàm trên và hàm dưới trên nhỉ? Mình phát âm the. Right. Thank you. Thank you very much. Here we have the mom, mommy or mother. Và có những cái từ mà nó thân thường hơn, ví dụ như từ mum. Right? M-U-M. Hoặc là mommy. Right? Rất nhiều đúng không nhỉ? Riêng về từ mà để chỉ mẹ rất nhiều đúng không con? Right? Next one. Here we go. Thế bây giờ mà có mẹ thì bây giờ còn lên ông bà sao nào? Trên cả mẹ là gì nhỉ? Grand, mình có từ grand đúng không? Mình có từ grand. Mình có từ grand. Grand là kiểu cấp trên ấy, cao cấp hơn ấy. Nên mình grandmother thì là chỉ gì nhỉ? Bà. Now, one more time, grandmother. 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 Grandma. Mother. Grandmother. Hoặc là mình có một cách đọc nhanh hơn là grandma. Grandma. Ok, các bạn luyện đọc cho cô nào. Grandma. Grandma. Hoặc là grandmother. Grandmother. See? GRANDMOTHER. We have grandmother. Grandmother. Dành cho những bạn chưa biết viết thì các bạn viết bài và mở cho cô nhá. Không nhỉ? Grandmother. Bà. Hoặc là mình có thể gọi tắt là grandma cũng được. Grandma. Grand. Here we go. Các bạn biết xong chưa nhỉ? Grandmother. À, grandmother. Chứ không phải chữ này là chữ O nha. Chứ không phải chữ A nha. Nhiều bạn comment cho cô như này này. Các bạn comment là và cô thấy comment là grandmother như này là không phải đâu nha. Không có từ nào như này đâu nha. It's wrong, right? Không có từ nào này đâu. Yeah. Ok, đúng rồi, grandmother. Đọc ở chỗ này là chữ O, chữ cái O nha. Cái này mới đúng này. Mà không để ý là lại cứ comment này đấy là các bạn học theo nha. Grandmother, cái này mới đúng chưa? Cô thấy Bảo Ngân có cái cặp của Pantano đẹp thế. Bảo Ngân có cặp của Pantano đúng không? Bảo Ngân mà có cái quả địa cầu làm sao đó, đúng không? Xinh ấy, đẹp ấy. Cái cặp này chắc từ năm ngoái. Đúng không con? Ok, nào có từ grandmother. Và xong chưa nhỉ? Have you finished? Nào bây giờ có bà thì phải có ông chứ nhỉ? Rồi, có gì nữa nhỉ? Grandfather. Granddad. Grandfather. Đúng không? Trên cả, trên bố là grandfather. Grandfather. Ông. Grandfather. Không đọc là grandfather hay là grandfather hay là đại loại như thế nha. Grandfather. Grandfather. Right? Can you spell it? Bây giờ dành cho những bạn chưa biết thì mình sẽ ghi vào nào. G-R-A-N-D. F A T H E R G R A N D F A T H E R We have grandfather. Grandfather. Grandad. À, nó còn có cái từ này nha, có rất nhiều từ để chỉ về ông nha. Cô sẽ cho các bạn thêm một số từ nha. Mình có thể nói là grand. À, đúng chưa nhỉ? Mình có thể nói là granddad. Đó. Nhưng mà cái từ grandfather là chuẩn nhất. Còn những cái từ này chỉ là mình gọi thân mật thôi. Cho nhỉ. Grandfather. We have mother có từ mà đúng không?
Mình có từ family. 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 F-A-M-I-L-Y. Okay, look at all the pictures here, right? Nhìn vào bức tranh này thì mình đã thấy toàn cảnh được cả gia đình đúng không nhỉ? Có cha, có mẹ này, có chắc là ba người con đúng không? Và có một cái bạn baby rất là nhỏ đây. Here we call this a family. Right. Family. Family. Good job. Here là bạn nào chưa ghi được bài, ghi bài. F-A-M-I-L-Y. Family. Good job. Now here. Next one. Mình có... Sau đấy là gia đình mình nha. Và tiếp tục nào. Bây giờ vừa nãy mình có từ boy đúng không? Từ boy rồi thì mình có... vừa nãy thì nói là... có một bạn nam thì bây giờ phải có bạn nữ chứ nhỉ? Quên chưa dạy đúng không? Có từ girl. 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 Boys and girls. G-I-R-L. G-I-R-L. We have... Girl. Girl. Không đọc là girl nha. Nhiều bạn là girl. Girl. Hôm trước học khan kít rồi. J. Ơ. Ơ. Girl. J. Ơ. Ơ. Girl. J. Girl. Girl. Đánh vần như tiếng Việt thôi. Dễ nhắn. Nào, thế xong gia đình nhà mình đến những người bạn nào. Friend. 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 One more time, we have friend. Các bạn đọc theo nào, friend. Good job. F-R-I-E-N-D. Friend. 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 Okay, nào bây giờ loanh quanh thì các bạn, các từ đã xong, gần xong rồi đúng không? Là từ cuối cùng, ba từ cuối cùng, à, những cái từ cuối cùng sau đây. Kim muốn chỉ một người. We call person. 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 Một người. P E R S O N. Bạn ghi bài nào. P E R S O N. Một người nha. Person. Person. Now repeat after me. Person. 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 Tuy nhiên khi mà mình chỉ lên nhiều người thì nó không nó lại là một từ khác luôn. Nhiều người à? People. 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 Now one more time. Person. 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 People. 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 Nào, có những bạn sẽ đọc là people hay là people. Nhưng mà mình kiểu là people. People. Right. Có một người và nhiều người rồi nha. Tiếp tục nào. Nhiều người phụ nữ nào. Một người phụ nữ nào. Woman. 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 Yes, we have. W-O-M-A-N. Woman. Woman. Một người phụ nữ. Ra. Tiếp tục, thế là nhiều cô nè. Nhiều cô. Women. 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 À, nhiều bạn bảo cô thắc mắc, ôi cô tại sao mà nó thay mỗi chữ 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 A thành chữ E ở đây mà lại đọc hẳn một cách sai, nó lệch lạc thế nhở? À, bởi vì đây, cách đọc như thế, nhiều bạn sẽ đọc là woman, là it's a woman, women, right? Women. 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 Now, các bạn viết bài vào nào. We have a woman. We have women. We have person. We have people. Right? Have you finished? Các bạn xong chưa nhỉ? Đã xong chưa? Cả lớp xong chưa nào? Yes. Rồi nha, cái này ôn tập thôi chứ mấy cái từ này học suốt, học giết, học hoài. Anh ạ. Bây giờ mình sẽ thử nghe một bài hát nha. À, một câu chuyện đi. Nào, bây giờ mình sẽ đến với câu chuyện The Hippo Family. Câu chuyện về gia đình của Hippo nhá. Hà mã nhá.
Nào các bạn xem nào. Hello. My name is Teddy. It's my birthday today. Hooray! My mommy has a big birthday cake for me. Thank you, mommy. My daddy has a new bike for me. Thank you, daddy. My sister, Emily, has a new kite for me. Thank you, sister. My brother, Ben, has a new ball for me. Thank you, brother. Who's there? Oh, hello, Grandma. Hello, Grandpa. Please, come in. Wow, I have a new storybook. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. Who's there? Oh, hello, Auntie. Hello, Uncle. Please, come in. Wow, I have a new computer game. Thank you, Auntie. Thank you, Uncle. Who's there? Wow, what a big package. What's inside? A surprise? Whoa, a CD player. Thank you. Thank you all. Mommy. Daddy. Sister. Brother. Grandma. Grandpa. Auntie. Uncle. Let's have a party now. Let's sing and dance. What a happy hippo family. Here, this is the end of the story about the hippo family, right? Và sau khi nghe câu chuyện này, chúng mình có thể cho cô biết được rằng là cái câu chuyện nói về gì không? What is the story about? What is the story about? Con ơi, cô ơi, bạn Hà Mã sướng quá. Tại sao bạn hippo lại sướng nhỉ? Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay là ngày gì đối với bạn Hà Mã nhỉ? Bạn hippo nhỉ? Ngày gì nhỉ? Ngày gì bạn? À, sinh nhật bạn ấy. Chính xác. It's the birthday of hippo, right? Và các bạn còn nhớ là hippo được nhận những món quà nào không? Các bạn nhớ không? Con nhớ một câu hỏi nhá. So, during the story, can you tell me what hippo's grandpa and grandma gave him? What is the present did grandma and grandpa gave him? Give him, right? Tối mai sinh nhật bố em. À, tối ngày kia sinh nhật cô ấy. Okay. Nào. Thế là cô sẽ đón sinh nhật với các con vào thứ tư ạ. Bố tặng xe đạp. Ơ, nhưng không, cô nói là grandma and grandpa mà. Grandma và grandpa mà. Cô ơi, con mở lại đi. Như bây giờ nhá, chúng mình đã chuẩn bị là lấy giấy lấy bút rồi nào. Mình đi xem đúng không? Mình đã chuẩn bị lấy giấy lấy bút nha. Vừa nãy đã xem qua xem sương sương rồi. Và bây giờ nhá, nhiệm vụ của chúng mình sẽ xem story và mình sẽ ghi các đáp án ra nhá. Là xem là có những ai đã tặng quà cho hippo. Và đó là những món quà gì. Các bạn sẵn sàng chưa? Được chưa nhỉ? Rồi nha, các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ... Cô không mời con. Ôi trời ơi, lớp nó đông con ơi. Nào, mình lấy tờ giấy ra nha. Hoặc là quyển vở mà hay học với cô Ngọc ý. Xong rồi mình bắt đầu nghe này. Mình xem chuyện này. Và mình sẽ tìm ra hai dữ kiện mà cô yêu cầu. Một là những ai đã tặng quà cho hippo. Và người đó đã tặng gì cho hippo nhá. Right. Yeah, girl. Em sinh nhật từ ngày 25 tháng 3. Ok. Hippo không ước à? Hippo có ước mà. Nào các bạn chuẩn bị chưa? Sẵn sàng nhá. Nghe này. Hello. My name is Teddy. It's my birthday today. It's my birthday. Hooray. Hey.
My mommy has a big birthday cake for me. Thank you, mommy. Nào, đầu tiên là Hippo's mommy. Hippo's mommy. Rồi, mẹ của Hippo là mẹ Hippo tặng gì cho Hippo đây? Cake, chính xác. Rồi, Phúc rất là nhanh, được chưa nhỉ? Cake. Okay, next one. Cake, Đặng Nhập Như Ý. À, Phúc về Phúc như một làn gió luôn. Phúc về giờ này lớp mình nổi lên cái nhân vật Phúc. Okay, cake rồi, thank you các bạn nha. Me. My daddy has a new bike for me. Okay, now my daddy has a new bike for me. Bố tặng gì nhỉ? Bike, chính xác, các bạn comment rất là nhanh, tốt, tốt. Thank you, daddy. My sister, Emily, has a new kite for me. Thank you. Okay, now, tiếp tục với sister của Hippo nè. Hippo's sister. She gave him a kite. Chính xác rồi, đây là vừa vừa nay có gì có bánh này. Có xe đạp mới nha. Ui, bạn này chất luôn, bạn được xe đạp mới. Các bạn có xe đạp mới chưa? Hippo có xe đạp mới đấy. Thế cô Ngọc không có xe đạp mà đi này. Thế tiếp tục nào. Thế là được em gái tặng cho hắn một cái diều mới. New kite chứ không phải diều cũ nha. Không phải mấy cái diều mà em gái chơi chán rồi xong em mới tặng đâu nha. Diều mới cơ, trông đẹp nha. Rồi, tiếp tục nào. Thank you, sister. Và sau khi mỗi lần nhận quà thì Hippo đều nói gì nhỉ? Thank you. Và mỗi lần được nhận quà, Hippo luôn nói thank you. My brother, Ben, has a new ball for me. À, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Ai tặng bô cho đây? Ai tặng đây? Ai tặng cho Hippo quả bô này? Ai? Who? Who gave him a ball? Chính xác. His brother. Anh trai của Hippo. Ben. Maybe. Bạn này tên Ben à? Thank you, brother. Who's there? Oh, hello, grandma. Hello, grandpa. Please, come in. Chất nhờ, lần nào ông bà, như cả ông bà của cô cũng thế. Riêng về khoản mà cho cháu quà nha, là lúc nào cái gói quà có bự luôn. Và trong trường hợp của Hippo thì cũng không phải là ngoại lệ. Ông bà cắp nách một hộp quà to đùng. Ok, các con đoán là gì nào? Vừa nay các con còn nhớ không? Book à? Book ư? Wow, I have a new storybook. À, đây là một quyển truyện nha. Storybook. Nhưng nó không phải là quyển sách bình thường đâu. Nó là quyển truyện thôi. Và em nhìn trên quyển truyện là đây là câu chuyện về gì nhỉ? Về con gì đây? Cái quyển truyện này là về con gì đây? In ở trên đầu sách ấy. Dino. Dinosaur, chính xác rồi. Về Dino. Thank you, grandma. Thank you. Thank you, grandpa. Và nhớ học tập Hippo nha. Sau mỗi lần mình nhận một cái gì đó thì mình phải nói thank you. Được chưa nhỉ? Thank you. It's easy for you to say thank you to everyone. Who's there? Who's there? Oh. Hello, auntie. Hello, uncle. Please, come in. Nào, khi mà mình xem đến đoạn này thì mình có từ mới mà vừa nãy có thể là mình chưa được tiếp cận. Đó là từ auntie và từ uncle. Là auntie hoặc là aunt thì có nghĩa là cô dì hoặc là bác gái. Còn uncle là chú bác trai. Nhớ nhở? Cá sấu. Thế nào? Vừa nãy các bạn nào nhớ là trong hộp quà này có gì không? Cá sấu. Wow, I have a new computer game. Công nhận là cô chú đầu tư ghê đúng không? Các bạn nào đã được tặng computer game chưa? Hộp này đắt đó, đầu tư chất đó. Bây giờ đúng không? Computer game thì các bạn nhớ là có nhiều nay cô chưa mở. Các bạn đã nhớ là computer game có vẻ là nó rất ấn tượng đúng không? Bà chỉ tặng con book thôi để học vì bà là cô giáo. Đương nhiên, chuẩn luôn. Như bà cô là hay đọc, hay tặng cô sách ạ? À? Dạ chưa ạ, à? Thank you.
Là nhớ nha, sau mỗi lần mình nhận quà hay nhận cái gì thì luôn luôn phải say thank you. Thank you, Auntie. Thank you, Uncle. Who's there? Who's there? Ai nhỉ? Wow, it's a big present. You thành là thank you. Thank you, everybody. Lại hát bài tam giác rồi. Wow, what a big package. Now, package. Package là người ta đang ám chỉ là cái hộp. Cái hộp to đùng mà được gói ghém như này, người ta gọi là một cái package. Được chưa nhỉ? What's inside? Ở trong là gì nhỉ? What's inside? A surprise? Một sự ngạc nhiên nữa. Và cái này đến từ ai nhỉ? Thấy ghi Teddy này. Wow, a CD player. Thank you all. Yeah, đây là từ bạn Teddy sao đúng không? Từ bạn Teddy. À, đây là gửi Teddy đúng không? Gửi Teddy nhưng mà chưa biết ai tặng nhỉ? Được cái gì đây? Được tặng cái gì đây? What have a hippo? What has hippo been given? A CD player, một cái đồ đĩa CD. Oh. Mommy, Daddy, Sister, Brother, Grandma, Grandpa, Auntie, Uncle. Let's have a party now. Let's have a party. Let's now. Sing and dance. Sướng nhờ. Ôi, tháng này có bạn nào What a không? Happy hippo family. Tháng này có bạn nào sinh nhật không? Tháng này có bạn nào sinh nhật không nhỉ? Tức là sinh nhật mà chất như hippo này thì à, Kim Ngân à? Kim Ngân à? Ờ, con tháng 5. Đó là người thân của bạn Hà Mã, chính xác đây là family của bạn Hà Mã, được chưa nhỉ? Tất cả từ ông bà, bố mẹ, anh chị em, cô dì, dì với cả chú này. Ok, con sinh tháng 1, con sinh tháng 9. Nếu mà tháng này là tháng 4 mà. Từ 25 gần hết tháng 4 rồi, con tháng 5. Ok. Nào, bây giờ nha, để những bạn sinh nhật sau nào. Các bạn cùng xem cho cô nha, để kết thúc bài học hôm nay chúng mình sẽ làm bài tập nha. Here, con sinh tháng 7. Cô sinh tháng 4 nhá. Cô Ngọc sinh tháng 4. Rồi, nào mình tập trung vào đây nào. We have now game. The game today is about the practice about a family, right? Các con sẽ xem là bạn này miêu tả những cái người người thân của các bạn là như nào nhá. Chưa? Cô sẽ đánh số nào. Số nào? Đây là 1. 2, 3, 4, 5, 6. Có nhìn thấy không? Đánh số lại nhá. Nào. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, and 12. Now we have the 12 people here. Now, nghe nha. Chuẩn bị nào. Xem là bạn này, bạn Mouse, bạn giới thiệu gì về gia đình của bạn và bạn ấy sẽ tả như thế nào nào. My father is short. He is wearing blue jeans, a long green jacket, and a red hat. Oh. Can you find him? Can you find him? No, the first person. Ai có thể làm nào? Ai có thể nghe được và làm luôn nào? Who can? Ai nghe ra được là bạn ấy đang giới thiệu với ai nào? Thiên Ân nào? Là ai? À, ai? À, thế bạn đang giới thiệu với ai nhỉ? Thiên Ân. Ô, Thiên Ân đâu nhỉ? Thiên Ân bị tắt mic rồi. Nào, Thiên Ân là cô mở mic lại cho Thiên Ân nhá, khổ tâm Thiên Ân. Ok, thế bạn ấy tả về ai đấy? Bạn ấy vừa tả về ai mà con chọn được S đấy nhỉ? S về ba. À, father. Very good.
I'm Ben's father. Thank you, Thiên. This is his father. Father, đúng không? Là tiếp tục nào. Thank you, Thiên. My sister is funny. She is wearing a white t-shirt and a pink skirt. She has a blue kite in her right hand. Can you find her? Ok, nào cả lớp comment cho cô biết nào. Trước tiên là bạn ấy đang nói về ai đã? Ai? Bạn, thử giơ tay đi. Giơ tay đi cho nó có tinh thần cạnh tranh nào. Võ Minh Khang nào. Two. At the well, so đầu tiên là bạn nói với ai nào? Nói về thành viên nào nào, bạn nào biết không? Nào, 3, 2, 2. Biết là 2 nhưng mà đoạn nói với ai mới được chứ? It's the sister. Ok, bây giờ có hai lượng đáp án là 2 và 11 thì bạn nào? Chắc chưa nào? No, this is not my sister. Thấy chưa? Try again. Blue kite cơ mà. Yeah, rất là thông minh. Đấy nhá, Minh Khang cẩn thận nha, Minh Khang nha. Good job. Thank you, Minh Khang. I'm Ben's sister. Cẩn thận nhá, mình xem màu sắc những cái vật mà các bạn đi theo nha. Là tiếp tục là cả lớp nào. Cô sẽ cho nghe một lần thôi bởi vì cô sẽ gọi bất kỳ bạn nhá. My grandmother is wearing glasses. She has a long purple dress and a green umbrella. Can you find her? Who can? Nào, who can? Giơ tay nào. Ốc vi Phạm Khánh Hà đâu nhỉ? Bây giờ con nghe cái bé Hà đây. Đây là ốc vi Nguyễn Hoài Ảnh mà. Hello? Can you hear me, Hoài Anh? Yes. Ok, bây giờ cô đang thấy có hai bạn ghi là Oggy và cô đều bấm mở mic là có cả Khánh Hà và bạn Hoài Anh. Hoài Anh cô ơi. Bạn thích là bạn thân à? Còn không phải, đấy là bạn. Đấy là một bạn khác, không phải bạn thân cô ơi. Thế sao lại đặt cùng tên nickname là Oggy? Con có play. Bạn ấy thấy thế mà ấy đặt cùng. Ok, tất cả hai bạn vừa nãy cho cô biết là cả hai bạn là cho cô ý kiến là vừa nãy là bạn cho để bạn nói với ai nào? Khánh Hà nói cô biết là who is mentioned about? Three. Hello, three à? Yes. Thế bạn còn Hoài Anh thì sao nào? Three luôn. Nhưng mà đây là bạn đã đề cập với ai nào? Grandma. Về ai? Về bố, về mẹ hay là về ông bà? Grandma. Để cô nghe lại nhá. My grandmother is wearing glasses. She has a long purple dress and a green umbrella. Can you find her? Đúng rồi, grandma. Very good. I'm Ben's grandmother. Mày màu tím, chính xác. Tiếp tục nào, thank you hai bạn nữ xinh xắn đáng yêu của lớp mình nha. Thank you. My cousin is very small. He only has one tooth. He is wearing a red t-shirt and blue shorts. Can you find him? Who can? Hoài Anh tắt mic đi. Hoài Anh tắt mic đi nào. Vì là máy nó đang bị cũng như ông rồi đó nha. Yes, okay. Nào, xích, các bạn đều trả lời là xích. Nhưng mà các bạn có biết là bạn chuột vừa nói với ai không? Về ai nhỉ? Các bạn comment cho cô là về ai? Who? Về ai? Who? Em trai. Sick à? Ôi chết rồi, cô lại vừa xóa mất rồi. Cô vừa xóa mất rồi, cô đánh số lại nhá. Mình có, vừa đây là mình là 1 ở đây đúng không? 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay, you say to me that the brother with the sick. Take it. No, this is not my cousin. It's not. Try again. No, it's not a 10. Very good. I am Ben's cousin. Cousin here. My grandfather is short and fat. He is wearing brown pants and a white shirt. Okay. Can you find him? Who is Ben talking about? Ben đang nói với ai nhỉ? Biết là Nai rồi nhưng Ben đang nói với ai đó? My grandfather is short and fat. Grandpa. He is wearing brown pants and a white shirt. Good job. I'm Ben's grandfather. Okay, thank you all. Now we have finished all the exercise here. And now, thank you. Now, hôm nay lớp mình đã học và ôn lại lý thuyết về chủ đề gì nhỉ? Family and friends, right? Và cái chủ đề này thì mình đã được học rất là nhiều lần rồi và hôm nay chủ yếu là mình ôn lại thôi, đúng không nhỉ? Và mình đã được nghe chuyện này và mình làm bài tập để xem là bạn ấy miêu tả như thế nào nhá. Vận dụng cả kiến thức bài hôm trước là về bài clothes, đúng không? Mình đã vận dụng cả được bài hôm trước là về quần áo để xem là bạn ấy tả về những cái thành viên trong gia đình như nào. Đó, và các bạn nhớ là khi mà mình học ấy, mình cố gắng là mình luyện nói nhiều hơn nhá, để đến thứ tư mình có thể là học cái bài nói tốt hơn nào. And now, this is the end of the class today. Mình sẽ có bài tập ở trên nhóm Zalo và phần này là mình sẽ có đó. Right? But now, you need to press the teeth, wash your face, and go to sleep. Have a good night and see you on Wednesday. Bye-bye. See you then. I will open the microphone for whole student here. Bye-bye. 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 Bye-bye.